Rồi. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Tahico. Hôm nay bên đội kỹ thuật sẽ giới thiệu đến anh chị một cái clip nhỏ để mà giới thiệu về cái lọc tách nước của máy nén khí. Rồi, đây là quá trình đắp hộp của một cái lọc tách nước. Đây là đồng hồ. Đầu giảm. Và nhân vật chính là lọc tách nước. Thì khi mà mình sử dụng lọc tách nước cho máy nén khí, nó sẽ giúp cho mình giảm thiểu được cái lượng nước trong bình máy nén khí đi vào hệ thống xưởng tầm 90-95%. Nếu như anh chị có nhu cầu muốn giảm thiểu 100% thì ở phần đầu ra này sẽ cần thêm một cái thiết bị nữa là thiết bị sấy khí để làm sạch hoàn toàn. Thì cái thiết bị sấy khí này để làm sạch nước 100% trong cái đường hơi của mình á, thì sẽ thường áp dụng cho những anh em làm bên mảng sơn, thì họ sẽ cần hơi khô 100%. Còn đối với cái tiệm rửa xe của bên mình thì cần một cái lọc như thế này là đã tạm ổn rồi. Thì cái lọc này á, tại sao nó có hai bộ phận, hai ống đây, thì một ống bên này là B2, bên đây sẽ là B1. Đây là chiều mũi tên đây, hơi vào và hơi ra. Thì á, tại sao nó có hai ống? Tại vì nó sẽ qua hai tầng. Một tầng á là lọc thô, còn một tầng nữa là lọc tinh. Áp suất tối đa của nó là, đối với mỗi tầng nó là khác nhau. Thì phần B1 này á là lọc tinh, nó sẽ được 1,6 MPa là tương đương với 16 bar, gần như là 16 kg trên cm. Còn bên này á là 1,2 MPa là 12 kg trên cm vuông. Thì chiều khi mà mình hoàn thành xong cái việc lao động cây là kinh doanh, hãy dặn anh em thợ xả nước trong bình này đi để quá trình lọc nó được tốt hơn. Khi mà mình mua máy nén khí nên sử dụng một cái lọc như thế này để làm sạch đường hơi. Việc hơi nước dẫn vào đường khí sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến các thiết bị mà sử dụng hơi như máy ra vào vỏ, bình bọc tiết, hay đặc biệt là cầu nâng một trụ. Tại khi nước vào pha với dầu là sẽ ảnh hưởng tới dầu và hư. Nếu như anh chị có thắc mắc và muốn sử dụng một cái sản phẩm như thế này để hoàn thiện cái tiệm mình hơn, bảo quản thiết bị mình tốt hơn, hãy liên hệ với công ty Tahico nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip ngắn của phòng kỹ thuật ngày hôm nay.